Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình sẽ chia sẻ, hướng dẫn cho quý vị và các bạn biết cách thay màn hình cho chiếc điện thoại Samsung J4 cộng. Trên tay đây là chiếc điện thoại Samsung J4 cộng. Hiện chiếc điện thoại này bị rơi rớt bể, màn hình đã bị hư. Thì bây giờ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết cái cách để tháo cái màn hình này ra và thay thế một cái màn hình mới cho chiếc điện thoại này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Việc đầu tiên thì chúng ta lấy cái máy khò rồi khò cho chiếc màn hình nóng lên để keo xung quanh màn hình này nó mềm ra để mình dễ tách cái màn hình ra. Ở đây thì mình sử dụng cái lưỡi lam, mình chế cắt làm đôi rồi mình chế như thế này để mình cắt keo xung quanh viền màn hình. Đây mình đúc vào như thế này, làm như thế này quý vị và các bạn. Mình sẽ lật cái đầu màn hình ở trên cái chỗ có cái lỗ loa của cái camera này lên trước. Sử dụng cái miếng ni lông mỏng như thế này để mình cắt cái keo đằng sau màn hình với lại cái thân máy. Đây, mình đúc cái ni lông nhựa mỏng như thế này vào đây. Cắt thế này. Đây, mình lật cái màn hình lên như thế này nha quý vị và các bạn. Ở đây nó có một cái khóa socket màn hình thì bây giờ mình gỡ nó ra. Cái socket màn hình thì mình lấy cái móng tay mình gỡ nó lên như thế này. Đó, như vậy thì đã lấy được cái màn hình lỗi ra khỏi cái thân máy. Trước khi mình cho cái màn hình mới vào thì làm vệ sinh xung quanh cái viền này cho cái keo cũ nó sạch đi các bạn nha. Ở đây thì sử dụng cái motor cuốn keo như thế này. Các bạn mà ở nhà các bạn không có cuốn keo thì các bạn lấy những cái nhíp vịt nhọn nhỏ các bạn nhủ như thế này cho nó sạch keo. Và gắp những cái keo cũ này đi. Ở đây thì sẽ sử dụng cái keo này cuốn cho nó nhanh nha, cho quý vị và các bạn khỏi chờ lâu. Bước tiếp theo thì bây giờ mình vào keo mới cho cái đường viền của cái màn hình. Ở đây thì đang sử dụng cái keo như thế này nè các bạn. Bây giờ mình bôi keo đều lên các bạn nha.
bôi keo đều xung quanh cái viền màn hình như thế này. Ở đây thì đã chuẩn bị sẵn một cái màn hình mới nha, của chiếc điện thoại Z4 cộng này các bạn. Bây giờ mình bỏ cái màn hình mới vào, gắn vào đây để mình test cái màn hình. Trước khi mình ốp cái màn hình này xuống, mình phải test cảm ứng và độ sáng của màn hình như thế nào quý vị và các bạn. Đây, màn hình mới đã lên. Mình muốn test màn hình thì mình phải cầm hờ hờ nó lên nha các bạn. Đừng để úp nó xuống vì keo mình đã vào keo rồi. Các bạn muốn test thì trước khi vào keo thì các bạn test làm vệ sinh xanh, các bạn test thì cũng được. Ở như vậy thì màn hình chạy rất là tốt, cảm ứng rất là nhạy, độ sáng màn hình rất là đẹp. Bây giờ mình gắn trở lại cái chốt khóa của xúc cách màn hình các bạn. Đó, gắn như vậy. Còn bây giờ thì mình chỉ việc úp cái màn hình vào với lại cái thanh máy nữa là xong rồi. Test cái cảm ứng lần nữa các bạn. Rồi, như vậy là ok. Và bước cuối cùng chúng ta chỉ việc cột dây su lại cho chờ keo nó khô nữa là được rồi các bạn. Và như vậy thì cũng đã chia sẻ cái cách thay màn hình cho chiếc điện thoại Samsung Z4 cộng này, cũng đã hoàn tất, cũng đã thành công. Thì quý vị và các bạn thấy cũng đơn giản, không có gì khó không quý vị và các bạn. Qua video thì cũng xin cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc toàn thể quý vị và các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời, nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.